Việt Tân và đồng bọn tấu hài tại Mỹ và cái kết đắng. Nếu người dân bị đối xử bất công, ngăn chặn các quyền tự do dân chủ, quyền con người, thì chính những người đang sinh sống trong nước mới là những người đứng lên biểu tình, lên tiếng, chứ không phải những người có thể không còn mang quốc tịch Việt Nam đã rời xa đất nước vài thập kỷ đòi tự do cho Việt Nam. Đây thực sự là một điều nực cười, lố lăng. Khi Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ ASEAN được tổ chức tại Washington, Hoa Kỳ, đây là hội nghị cấp cao đặc biệt để kỷ niệm 45 năm quan hệ đối tác đối thoại ASEAN Mỹ. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong bối cảnh Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi toàn quốc, tự tin mở cửa trở lại, triển khai chương trình phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế xã hội, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Lợi dụng vấn đề này, tổ chức khủng bố Việt Tân cùng một số tổ chức phản động lưu vong đang kêu gọi biểu tình phản đối Việt Nam. Nhiều năm qua, hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền chống Việt Nam đang được các thế lực thù địch cả trong và ngoài nước không ngừng đẩy mạnh với tính chất ngày càng gay gắt, quyết liệt và nguy hiểm. Các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng vấn đề nhân quyền để tác động chuyển hóa nội bộ, gây sức ép về chính trị, kinh tế, ngoại giao nhằm thực hiện mục tiêu chuyển hóa dân chủ đối với Việt Nam, kích động biểu tình, phá rối an ninh trật tự, gây bạo loạn nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội và an ninh trật tự ở Việt Nam. Hậu thuẫn, thúc đẩy hình thành lực lượng, tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm phá vỡ sự ổn định chính trị, xã hội, làm suy yếu tiến tới lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Như thông tin được Việt Tân tung ra, hoạt động biểu tình là để lên tiếng đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho các tù nhân lương tâm và tôn trọng các quyền cơ bản của mọi người dân Việt Nam. Có thể thấy, ngay từ lý do để tiến hành biểu tình đã không chính danh, chính đáng. Sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thúc đẩy, bảo vệ quyền con người. Bọn chúng vẫn ngông cuồng phủ nhận thành tựu, kết quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong nước và ở nước ngoài cố tình xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam, ra sức chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền. Trên đất nước Việt Nam, pháp luật luôn bảo vệ và tôn trọng quyền con người, quyền công dân. Nếu người dân bị đối xử bất công, ngăn chặn các quyền tự do dân chủ, quyền con người thì chính những người đang sinh sống ở trong nước mới là những người đứng lên biểu tình, lên tiếng, chứ không phải những người có thể không còn mang quốc tịch Việt Nam đã rời xa đất nước vài thập kỷ nhưng lên tiếng kêu gào đòi tự do cho Việt Nam. Thế mới thấy, những kẻ phản động, chống phá sẽ không tiếc bất kỳ thủ đoạn gì để đạt được mục đích, từ việc cõng rắn cắn gà nhà cho đến hành động bán rẻ lợi ích quốc gia. Việc các đối tượng phản động đã tham gia biểu tình phản đối hay sử dụng bất cứ chiêu trò gì cũng không thể thay đổi được bản chất thật là Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Không phải ngẫu nhiên mà lãnh đạo, nguyên thủ các quốc gia đến Việt Nam thăm và làm việc. Ngày càng nhiều, hay những tập đoàn kinh tế ở các nước phát triển đều lựa chọn Việt Nam đặt nhà máy cơ sở sản xuất. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam được nhận lời mời tham dự các hội nghị quốc tế, thăm song phương tại những quốc gia khác. Quan hệ ngoại giao là một mối quan hệ hợp tác mang lại lợi ích hài hòa cho các phía liên quan. Việc Việt Nam ngày càng mở rộng các mối quan hệ ngoại giao cả song phương và đa phương là minh chứng cho thấy vị thế vai trò của Việt Nam đang được củng cố. Những thành phần quá khích, phản động sẽ không có cơ hội để thực hiện hóa những chiêu trò âm mưu gây mất an ninh trật tự. Hay nói cách khác, kế hoạch biểu tình của Việt Tân chẳng qua chỉ là một vở kịch để làm xôn xao dư luận, không làm loạn trên mạng xã hội. Một lần nữa cần khẳng định rằng, các hoạt động lợi dụng sự kiện gây nhiễu dư luận được đạo diễn bởi các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong sẽ chẳng thể phủ định một thực tế hết sức rõ ràng rằng Việt Nam đang ngày càng phát triển cùng với các thiết chế, chính sách, quyền con người ngày càng thể hiện tính phù hợp, đúng đắn trong thời đại ngày nay.